Sáng nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có gần 800 nhân viên giao nhận hàng hóa bằng xe máy của các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi được phép hoạt động lại. Trước đó thì 100% shipper được nhà cung ứng tuyển chọn đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 và test nhanh SARS-CoV-2, được cơ quan có thẩm quyền cấp theo hoạt động. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong trang phục trùm kín như nhân viên y tế thực thụ, anh Lê Công Thọ, nhân viên giao hàng của siêu thị Co-op-Mart Đà Nẵng, nhận vận chuyển thực phẩm đến nhà dân trên đường Nguyễn Huy Lượng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đứng cách xa 2 mét trả hàng và khử khuẩn bên ngoài bao bì trước khi gọi người mua nhận và thanh toán. Anh Phạm Đức Mạnh, tổ 28 phường Thanh Khê Đông cho biết trong những ngày giãn cách cấm người dân ra đường để phòng chống dịch, ai cũng phải đặt mua hàng qua ban điều hành tổ dân phố nên số lượng quá đông, vận chuyển hàng hóa chưa được thông suốt, đôi lúc quá tải. Đặc biệt là lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân không kịp thời, hàng tươi sống thường không đạt chất lượng. Mấy hôm trước thì được hàng qua tổ trưởng thì rất là hay là áp ship, mà mai hôm nay thì về tới đặt hàng với shipper thì rất là thuận tiện cho người dân. Để được tham gia vào đội ngũ giao hàng bằng xe máy, buổi sáng trong ngày, các shipper phải chuẩn bị hàng hóa theo đơn đặt hàng trước đó, được test nhanh SARS-CoV-2 trước khi khởi động, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch như mặc đồng phục của công ty, đơn vị cung ứng. Ngoài ra, shipper phải mặc thêm áo bảo hộ y tế bên ngoài và đeo khẩu trang, mũ chống giọt bắn. Chỉ vận chuyển hàng tại các siêu thị và địa chỉ thương mại được thành phố cho phép. Thì hôm nay được có sự chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng thì shipper tụi em được ra đường, tụi em rất chi là vui. Tại vì được mang hàng hóa thiết yếu mang tới cho người dân. Nhưng mà bên cạnh đó, niềm vui thì tụi em cũng có những khó khăn là tại vì cung đường ở đây có nhiều chốt. Thành ra nếu đi vào được cho tới nhà dân thì sẽ rất chi là khó tại vì đi tìm đường vào chứ không có đi thẳng đường được. Nhưng mà tụi em cũng rất chi là cố gắng để vô hòn sớm tới cho người dân, góp phần nhỏ bé của siêu thị Co-op-Mart Đà Nẵng để cùng thành phố chống dịch. Trước đó, để phục vụ nhu cầu cho người dân trong thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt, cấm người dân ra khỏi nhà, thành phố Đà Nẵng xem xét cấp giấy phép cho khoảng 800 shipper là nhân viên của nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Đối với doanh nghiệp, khi mà có cái thông tin shipper của thành phố thì siêu thị đã có gửi danh sách cho lên của Sở Công Thương để gửi qua công an xin cái shipper. Thì hiện nay chúng tôi đã được 30 người đi shipper. Thì sáng hôm nay thì bên y tế của quận người ta sẽ qua lấy. Và trong cái 30 người này thì chúng tôi đã có tiêm vaccine lần 1 và chúng tôi đợi lần 2. Thì hôm nay thì các đơn hàng thì sau khi có shipper thì các đơn hàng của chúng tôi, khách hàng đặt qua online cũng như cái là một số trước đây lại đặt có combo hàng cho các phường. Thì sáng hôm nay chúng tôi sẽ đi giao. Sau khi có xét nghiệm của y tế của quận thì chúng tôi sẽ tiến hành là đi giao cho khách hàng trong sáng hôm nay. Hiện công an thành phố đã cấp phép cho gần 800 shipper thuộc 14 trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi được phép hoạt động trở lại. Trong đó, chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart Plus có số lượng nhân viên giao hàng đông nhất là 305 người và đơn vị ít nhất là 10 shipper của Co-op-Mart Sơn Trà và Vita Market Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng đã giao cho lực lượng công an và các lực lượng phòng chống dịch giám sát chặt chẽ hoạt động của các shipper, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp nhân viên giao hàng không đúng điều kiện đăng ký, shipper giả để ra đường hoạt động.